Vâng, cảm ơn bạn tin gì đó nhảy vào đây meo meo xong đi ra ngoài. Không hiểu lắm. Vâng. Có lẽ rằng là một pha gọi là gây ức chế chăng? Không tâm lắm, ok. Vâng, đó là mèo đó nhang, chuyện đó là Thip, nàng nhang chuyện đó là Coordinator, mô nhang cho Doctor và ngân khủng nhang cho đó là Gardener, vẫn là một Gardener. Vâng, trong lúc mà chúng ta đang custom thì có rất nhiều drama đang diễn ra. Vâng, mỗi ngày một drama, chuyên mục gọi là thường ngày thôi. Chuyên mục mỗi ngày một drama. Ông ơi, ông đùa, ông Jin khác này, ông có thể ngồi trong này hoặc là từ nhá, ông ngồi trong này đi được không? Ông có thể tắt tiếng đi cũng được, tắt mic đi cũng được. Thôi ông cứ sang kia tí, bao giờ xong trận thì tôi tác hẳn tên ông, khổ thân ông. À, vào trận mới rồi ông ơi. Vâng, đó là đó là ngân khủng cầm cho mình là Gardener, mô cầm cho Doctor, nắng cầm cho mình là Coordinator và mèo đi cầm cho là Thief. Và map của chúng ta đang chơi đó là map Village. Cái này anh hỏi em thì em không trả lời được. Cái này là anh phải, đây là trò chơi trốn tìm mà. Survivor họ đếm đến cả mấy trăm rồi, không phải là đến được 100 nữa đâu. Và đó là một máy đầu tiên đã được đi code rồi. Vâng, đó là một pha nhảy xuống đến từ Player Mo khi mà anh đang từ thuyền nhảy xuống, phát hiện ra vị trí đến từ tàu là Tích. Ngay lập tức đây là Chase đầu tiên trận đấu này rồi. Đó là một pha gạt ván, tuy nhiên đó là một pha gạt ván chậm đến từ Doctor, không chính xác là Doctor gạt ván hơi chậm nên là chấp nhận thôi. Vâng, ngay lập tức đó là bóng mình, đó là Kim Tiêm, nhưng đó là một pha tấn công sớm đến từ tàu là Tích với cầm cho mình đó là Đen, mặc dù chiếc dù của anh hơi ngắn nhưng mà nó vô cùng nhanh. Vâng, ngắn và nhanh. Tôi xin lỗi anh khi mà tôi nói câu này. Vâng, Mô ngồi ghế rồi. Vâng, đó là một pha tấn công thẳng vào gốc cây. Player nắng cầm cho mình đó là bất tử 20 giây. Vâng, đó là một pha tấn công, nhưng đó là một pha phát súng và kết hợp cùng với đó là một pha bắn hưng phấn. Vâng, còn và đây là pha tấn công chính xác rồi. Player Mô có lẽ chỉ còn cho mình đó là khoảng tầm 3-2 giây thôi. Vâng, tôi đoán chính xác đó là khoảng tầm 3 giây. Không, chính xác là 2 giây. 1-2. Vâng, admin vô cùng bất lực. Tôi thấy sự bất lực đến từ admin. Vâng, đó là một pha bèo trúng và đó là kết hợp của bạn đó là Tero Shop mất rồi. Vâng, rất khó khăn để cái Survivor. Và người tiếp theo đó là Ngân Khùng, cứu được người đồng đội của mình rồi. Bèo trúng đến từ tao là Tích và có lẽ rằng là Mô phải nằm mà thôi. Vâng, ngay lập tức đổi cho mình đó là màu trắng, sử dụng cho mình đó là hút hồn. Nhưng có lẽ mục tiêu mà anh cần quan tâm có lẽ là Mô rồi. Tôi tưởng rằng Survivor đã có một cái lợi thế và có một chiến thắng có lẽ là nằm chắc trong bàn tay rồi, nếu như Mô không có một pha đi nhảy từ trên thuyền xuống và để phát hiện ra vị trí.
Nhưng có lẽ là cũng không thể nào trách anh được khi mà anh nghĩ rằng là Hunter có lẽ là ở bên trong, phía bên trong thuyền. Và anh quyết định là nhảy ra khỏi thuyền để thoát khỏi cái tầm ảnh hưởng đến từ tai nghe. Cũng không trách anh được. Khi mà anh vừa dính tim, anh vừa đập một cái là anh đã nhảy ra khỏi thuyền ngay. Đó cũng là một pha gọi là nhìn nhau mà thôi. Vâng, đen thôi đỏ quên đi. Vâng, đó là phát hiện ra vị trí của mèo đi hia đang đứng im. Vâng, tiếp tục đứng im đến từ mèo đi hia. Vâng, ăn cho mình nó một hit rồi vẫn đứng im. Vâng, đó là đứng im lần, vâng, lần này thì không đứng im nữa mà đâm đầu thẳng vào ván, không lật ván nữa và ăn hit thứ hai. Vâng, có vẻ như là camera của em bị vấn đề gì, hay là có lẽ rằng là cảm ứng của em nó đang bị lag, hay là có thể là tay em nó đang có mồ hôi. Rất nhiều lý do có thể xảy ra, nhưng tóm lại là em ngồi ghế mất rồi. Người đi cứu có lẽ là có Hotdater mà thôi. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả, đó là một hit tấn công chính xác để tao là tích. Khi có Hotdater chỉ có cho mình nó một máu thì rất khó có thể cứu được người đồng đội của mình. Ngay lập tức gì tao là tích. Và đó là một pha sử dụng skill 1 đến từ Bạch và cứu được người. Và có lẽ rằng là, vâng, ngay lập tức quay trở lại vị trí ghế của mèo đi hia. Phát hiện ra Ngân Khủng đang có 15 le cứu người đồng đội của mình. Đó là tấn công không chính xác đến từ Bạch. Đã cứu được người đồng đội của mình rồi. Phát chém thứ hai thì vô cùng chính xác vào thẳng vị trí của Thief, và có lẽ rằng là mèo đi hia sẽ phải lên bay thôi. Không, vẫn tiếp tục, đó là dí vị trí Ngân Khủng. Vâng, bốc lên rồi. Vâng, về trời, rất buồn. Đó là sử dụng skill 1 để tao là tích, dí vị trí của Ngân Khủng. Chỉ còn một máy mà thôi. Vâng, các bạn đang xem cam của Ngân Khùng. Vâng, đã ăn cho mình, đó là một hit rồi. Em quay trở lại, Ngân Khùng quay trở lại vị trí có hai tấm ván. Đang hy vọng đó là một pha bèo trượt. Nhưng mà Ngân Khùng nó cố lách ra khỏi chiếc ván đó. Nhưng ngay lập tức đó tiến đến từ tao là tức. Và chỉ cần một phát đánh đơn giản. Tuy là sải tay ngắn của Hắc, nhưng mà đó là tấn công nhanh. Có nơi tờ nắng không còn cầm cho mình, đó là bất tử 20 giây, cũng như là không còn cho mình, đó là gọi là khẩu súng nữa. Nếu như mà Gardener ngồi rất khó có thể để cứu. Không, như đó là một pha mà có lẽ là player nắng đã rất tỉnh táo khi mà anh đoán ra rằng là Tích sẽ đi tìm mình. Và đó là quay trở lại cứu người đồng đội của mình. Và đó là, vâng, đó là cây gậy ảo thuật ạ. Với khả năng gọi là mở hòm nhanh đến từ Thief thì nắng đã tìm cho mình, đó là một cây gậy ảo thuật. Vâng, sau khi ăn một hit thì có lẽ rằng là tao tích không dí ở vị trí của Coordinator nữa. Và đó là dí ở trên Ngân Khủng, đó là sử dụng cho mình, đó là hưng phấn. Có lẽ, vâng, anh cũng đã biết rằng là Coordinator sẽ không còn, vâng, không còn khẩu súng nữa, cũng không có một cái gì để có thể sử dụng nữa. Chỉ đơn giản đó là pha sử dụng gọi là hưng phấn để vượt qua tầm ván nó thôi. Nhưng đó là một pha tầm ván gạt sớm. Đó là một tầm ván được gạt sớm. Nên là có sử dụng hưng phấn không thì cũng như thế thôi. Vâng, Ngân Khủng liên tiếp, vâng, đó là những pha né bèo cùng với luồn lách vô cùng tốt. Tiếp theo đó cũng là một pha gọi là đi hơi bị kiểu gọn hướng đường đến từ tao là tích. Vâng, anh đổi cho mình đó là thắng rồi. Với sải tay dài của Bạch thì có lẽ rằng là, vâng, đó là một mạng có lẽ là không có gì khó khăn. Có đây, tờ đã hồi đầy máu rồi, anh hồi đầy máu bằng cái gì vậy? Chích kim tiêm chẳng? Thank you.
phải là đi tìm hầm đến từ vị trí của player nắng hay không? Hay đó là đi cốt? Hay đó là đi cứu người đồng đội của mình? Vâng, trong lúc mà tôi nói thì quạ đã bay đầy đầu rồi. Vâng, đó là rằng là... Vâng, đó là một pha đùm sốc ạ. Không còn cơ hội nào dành cho Survivor nữa và trận đấu kết thúc. Vâng, kết thúc bằng một pha đùm sốc đến từ Tao là Tích. Vâng, đó là vâng. Anh quyết định là để cho nắng chạy thoát, thể hiện tinh thần fair play. Không, anh nghĩ lại rồi. Không có bao đéo. Vâng. Vâng, đó là player nắng đã thoát ra khỏi bóng bay. Bạn nào còn bật cả loa ấy. Thôi, có lẽ là tôi bắt record thôi, bởi trận đấu này ý nghĩa nó không còn nữa rồi. À, không phải là một pha gọi là rền dữ. Thôi, thoát đi, thoát làm trận mới đi ông ơi. Ông tích surrender đấy, ông tích surrender luôn đấy. Vâng, cảm ơn player Tích.